Xin chào. Tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc mãi mà không nói về Việt Nam thì đó là một cái tội rất lớn. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng ngược về quá khứ khoảng 1.000 năm của Việt Nam để tìm hiểu về người được các sử gia ca tụng là vua của các vị vua, Ngô Quyền. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Theo phả họ Ngô, Ngô Quyền sinh ngày 12 tháng 3 năm 897. Tuy nhiên, cũng có một số giả sử ghi chép là năm 898 hoặc năm 899. Ông xuất thân là gia tộc quyền quý, cha ông là Ngô Mân, làm quan sứ Đường Lâm, nay là xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Là một vị quan có đức, có tài nên rất được dân tín phục. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quyển số 5 mô tả, lúc mới sinh, Ngô Quyền có dung mạo khác thường, lưng có 3 nốt ruồi. Các thầy tướng lấy làm lạ, cho rằng có thể làm chủ được một phương. Bởi thế mà Ngô Mân mới đặt tên con là Quyền. Khi lớn lên thì Ngô Quyền có tướng mạo khôi ngô, mắt sáng, dáng đi thong thả nhưng uy thế như hổ, cả nhân phẩm, trí tuệ và sức lực đều vượt trội hơn người thường. Vậy là tài đức đã có đủ, nhưng để trở thành anh hùng theo kế thứ 7 trong binh pháp Tôn Tử còn cần phải có thời thế nữa. Và như một định mệnh, Ngô thiếu gia của chúng ta lại lớn lên đúng trong thời bão táp mưa sa. Do lúc đó, nhà Đường, vương triều trực tiếp đô hộ nước ta đang dần suy yếu và sụp đổ. Nhà Nam Hán nhảy lên thay thế, tiếp tục cai trị nước Việt. Nhưng do chính quyền còn non trẻ nên vào năm 931, lực lượng của Dương Đình Nghệ chỉ huy ở Ái Châu, tức là Thanh Hóa ngày nay, đã đứng lên dẹp lui được Nam Hán. Dương Đình Nghệ lên nắm quyền quản lý đất nước, dưới trướng của ông có nhà họ Ngô. Mà người họ Ngô đóng góp công lao lớn nhất không ai khác chính là chàng thanh niên Ngô Quyền. Là một người có tài, có đức, từ năm 20 tuổi, ông đã được đi theo và phò tá Dương Đình Nghệ. Vô cùng tin phục tài của Ngô Quyền. Sau khi hoàn thành việc giành lại tự chủ của đất nước, Dương Đình Nghệ đã giao lãnh địa cũ của mình là Ái Châu Thanh Hóa và con gái yêu là bà Dương Thị Như Ngọc cho Ngô Quyền. Trong 7 năm cai quản Ái Châu, Ngô Quyền đã dần lộ rõ tài năng trị quốc xuất sắc của mình. Nhưng binh biến thì lại đột ngột tới. Năm 937, Dương Đình Nghệ bị nha tướng cũng là con nuôi của Kiều Công Tiễn ám sát để soán ngôi. Tức giận xung thiên, Ngô Quyền đã lập tức từ Ái Châu đem quân ra hỏi tội tên phản chủ hại nước, báo thù cho cha vợ mình. Bởi quá sợ hãi, Kiều Công Tiễn đã đi thêm một nước để hòng cứu vãn thế cuộc. Lão ta sai sứ sang Nam Hán cầu cứu. Và đó quả thực là một nước đi rất sâu vào lòng đất. Khi bắt được, Ngô Quyền đã thẳng tay chạm tiễn, nhưng quân Nam Hán thì đã hùng hùng kéo đến như vũ bão. Đây chính là cơ hội để người đời thấy rõ tài năng của Ngô Quyền. Để đối phó với quân Nam Hán, ông đã dương cao ngọn cờ cứu nước, kêu gọi lòng đoàn kết của dân tộc. Đáp lại lời kêu gọi đó, hàng ngàn nhánh quân lớn nhỏ, vũ trang tốt cũng có mà thô sơ cũng có, đều ao ao tiến về Phủ Đại La, nơi Ngô Quyền đóng quân để phò tá ông. Các thư tịch, sử liệu cổ của nước Việt và Trung Quốc đều nhắc đi nhắc lại từ xa xưa rằng đường biển dọc theo Quảng Ninh qua Vân Đồn vào cửa sông Bạch Đằng tiến sâu vào nội địa nước Việt là cung đường vô cùng quen thuộc của lính phương Bắc khi xâm lược quốc gia phía Nam chúng ta. Đó là tuyến đường nhanh nhất để tiến vào thủ phủ nước Nam mà không phải vượt qua địa hình rừng thiên nước độc. Tiên đoán trước được lộ trình đó của giặc, vị đại tướng của chúng ta Ngô Quyền đã chuẩn bị một món đặc sản nhọn hoắt cho chúng. Tuy không phải dân sông nước, nhưng Ngô tướng quân của chúng ta lại có vô số kinh nghiệm trận mạc từ thời Dương Đình Nghệ. Vậy nên, dưới con mắt của ông, sự vận hành lên xuống của thủy triều như biến thành một vũ khí chiến tranh vậy. Lại tận dụng những cánh rừng bạt ngàn hai bên bờ sông, Ngô Quyền đã huy động hàng nghìn binh sĩ và nhân dân địa phương xây dựng trận địa cọc để bẫy quân giặc. Hơn 3.000 cây gỗ được vót nhọn, bị sắt rồi đóng xuống lòng sông trên một quãng dài gần 5 km. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng để các cọc gỗ đó dựng thẳng đứng chắc chắn dưới lòng một con sông vừa rộng vừa dữ như Bạch Đằng thì không hề đơn giản. Quả thực trí tuệ và sức lực của người xưa luôn khiến hậu thế chúng ta chỉ biết im lặng mà cảm thán. Quay lại với trận chiến, vào một ngày cuối đông năm 938, đoàn thuyền 2 vạn quân do hoàng tử của Nam Hán chỉ huy dâm dỗ vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng. Còn chính vua Nam Hán thì đùng đỉnh dẫn một nhóm nhỏ quân đóng ở biên giới chuẩn bị tiệc ăn mừng. Nhưng lịch sử xảy ra sau đó ắt hẳn chúng ta đều nhớ. Mọi thứ xảy ra đúng như dự tính của đại tướng quân Ngô Quyền. Trận thủy chiến vừa long trời lở đất vừa dễ như bắt cá trong giọ. Chỉ trong một thời gian ngắn 2 vạn quân Hán tan tác, ông con thì bỏ mạng,
còn lão cha thì mất hồn mất vía, thu Nhật tàn quân, chạy về nước. Từ đó nhà Hán chẳng còn dám bén mảng vào đất Việt. Trận thủy chiến lịch sử đã chấm dứt nền thống trị hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra một thời kỳ độc lập gần nửa thiên niên kỷ cho Việt Nam. Chính vì lẽ đó, sau này chí sĩ Phan Bội Châu chính thức suy tôn Ngô Quyền là vị tổ trung hương thứ nhất, nghĩa là vị tổ đầu tiên vực lại nước nhà sau đêm dài cả ngàn năm chìm trong cảnh bị đồ hộ. Sau khi thắng trận năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa, tức là Đông Anh, Hà Nội ngày nay. Với kinh nghiệm quản lý Ái Châu trước kia, ông thiết lập các cơ quan ban bệ đầu ra đó, dần dần cải thiện lại cuộc sống của nhân dân. Tiếc thay, ông chỉ trị vì được 5 năm thì mất, chẳng rõ vì nguyên nhân gì. Nhưng bốn người con của ông thì đều không có ai đủ dũng khí để giữ cơ đồ của cha. Nên sau triều đại Tiền Ngô Vương, nước ta đã bước vào thời nội loạn 12 sứ quân. Vào thế kỷ 15, nhà Minh xâm lược chiếm nước Nam, đã đốt toàn bộ sách vở hoặc thu sách vở đem về Trung Quốc. Nên số tư liệu còn sót lại về vị tiên vương này còn rất ít. Giờ chúng ta chỉ biết góp nhặt từng chút manh mối để hiểu rõ hơn về cuộc đời ông. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.